Xin chào các bạn. Thì trong series bài giảng đã có 7 nội dung của 7 nội dung về các thành phần của hệ thống tưới ha. Các chúng ta hướng dẫn cho chúng ta tự làm hệ thống tưới tại nhà được. Thì video này sẽ bổ sung cho 7 bài giảng đó, là mình sẽ có một cái bài là bài số 8, là cái phần mà mình sẽ còn hai bài nữa ha trong cái series các cái bài giảng của hệ thống tưới. Thì bài số 8 là bài nói về hệ thống châm phân trong cái hệ thống tưới, châm phân trong hệ thống tưới ha. Đầu tiên chúng ta ôn lại cái nội dung cũ, đó chính là hệ thống tưới bao gồm là chúng ta phải nắm được này, nguồn nước, nước của chúng ta là nước gì. Cái thứ hai đó chính là máy bơm. Thứ ba là bộ lọc ha. Thứ tư là đường ống dẫn dẫn nước. Và cái thứ năm là cái thiết bị đầu cuối là chúng ta sử dụng, đó là cái gì để chúng ta tưới. Thì trong năm thành phần đó, tôi sẽ vẽ ra cho các bạn xem ha. Đây, đây là nguồn nước, đi lên là máy bơm, bơm ra hệ thống là tới bộ lọc ha. Ví dụ mình có bộ lọc T như này, rồi đi ra dẫn ra đường ống này. Rồi đi ra đường ống nhánh, rồi đi ra đường ống con ha, vẫn là hệ thống đường ống thôi. Rồi đi ra đường ống con và tới thiết bị đầu cuối là các cái cây đây. Vậy thì các bạn biết là trong này á, là nó sẽ còn thiếu hai thành phần, đó chính là thành phần của châm phân. Cái thành phần thứ hai là cái chia canh tưới, là điều khiển tự động. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái châm phân trong hệ thống tưới ha. Châm phân trong hệ thống tưới thì lâu nay chúng ta vẫn cứ nghĩ nó là phải là Venturi, hoặc là bộ hút phân, hoặc là bộ châm phân. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cho các bạn xem là Venturi nó sẽ có rất là nhiều loại như thế này ha. Ví dụ như cái này là cái loại nhỏ nhất này, 21. Rồi sẽ có cái lớn hơn tí xíu nữa là 27 ha. Đây là có 34 này. Mình sẽ đưa tương quan cho các bạn xem này. Đây, nó nhỏ xíu này. Mình quay cùng chiều nha các bạn xem nha. Đấy, như này ha. Cùng chiều này. Thì cái ren này là ren 21, còn cái ren này là ren 34. Rồi cũng cùng hình dáng như vậy thì mình có đây 49 so với 34 này. Các bạn thấy cái độ tương quan của nó chưa? Mình bỏ ngang bằng luôn. Đấy. Ha. Đây. Rồi từ 34 thì lại lên 60. Lên 60. 60 nha các bạn. Đây. Để cùng chiều này. Độ tương quan này nó to gần như là gấp đôi ha. Đó. Rồi còn 90 nữa. Rất là nhiều loại luôn. Rồi có loại này nữa. Độ chế. À, là cái này là củ hút sâu, củ hút giếng khoan. Ở đây có ghi là 15 mét này các bạn. Là dành cho giếng khoan 15m mà để mặt bơm ở trên mặt là hút được giếng sâu 15m. Rồi có loại 30m nữa. Vậy thì những cái loại này gọi là những cái loại Venturi. Và các bạn nhìn thấy này ha, là cái lỗ nó rất là nhỏ, mặc dù là cái ren của nó là 49 này, các bạn nhìn thấy không? Nhưng mà cái lỗ qua ở đây á, nó rất là nhỏ, còn tí xíu thôi. Thì nó nhỏ như thế này nè, các bạn có thể nhìn thấy này. Ha, 60 cũng vậy. 60 thì nó bằng chừng đây. Nếu mà mình đút cái gì đó vào trong này để mình hình dung á, thì mình theo mình là nó chỉ đút được to hơn cái bút một tí xíu thôi. Ví dụ như mình thả cái bút này vào này. Đó. Phải không anh nhìn thấy cái bút ở trong này nè. Nó chỉ to hơn cái bút tí xíu thôi nha các bạn. Đó. Nó to
Nếu mà Venturi 49 á, thì nó vừa có thể là vừa bằng cái viết đó, mà nhìn thấy to hơn tí xíu rồi. Vậy thì nó một cái nguyên lý chung là có một cái phần bóc tách mà mình đã giới thiệu với các bạn rồi đó, là cái Venturi là cái cơ chế của nó là như thế này. Đây. Cái đầu này là ngắn ha, L1, đầu này là L2, và chỗ này nó sẽ làm cái khe hở ở đây để nó hút phân qua đây, thì toàn bộ đường ống dẫn vào đường ống này này chúng ta sẽ bóc nó ra. Đây, vị trí nào là vị trí đặt venturi thì ở đây nó sẽ khóa hoàn toàn dòng nước này lại đi qua đây để nó hút phân qua cái miệng này tí xíu ở đây thôi, thì nó sẽ bóp cái dòng nước nhỏ bằng ngón tay út của mình hoặc là ngón tay giữa của mình này, là đối với Venturi 60 ấy, thì cái chuyện mà giảm áp hệ thống là cái chuyện bắt buộc nó sẽ phải diễn ra đó. Cho nên là trong cái hệ thống tưới của chúng ta, hệ thống châm phân thì nó sẽ có rất là nhiều loại để chúng ta hình dung, thì từng cái chủ đề riêng mình sẽ làm những cái bóc tách riêng. Thì châm phân ở nay trên thị trường nó có rất là nhiều loại. Cái loại đầu tiên mà tối ưu nhất của châm phân đó chính là máy bơm ly tâm nổi trên mặt nước, nổi trên mặt đất, để trên mặt đất, và chúng ta sử dụng là gọi là châm bóng đáy. Thì chúng ta biết rằng là cái hệ thống châm này là gần như là 90% sử dụng, lý do là hầu như hệ thống tưới của chúng ta là đều qua cái hồ nước hết, cố gắng để cho nó được qua cái hồ nước để lắng những cái cặn cát xuống. Nếu mà giếng khoan chúng ta bơm lên đây thì chúng ta sẽ lắng cặn cát xuống, là cái tối ưu nhất là cái châm vào đây ha. Cái này mình đã có video riêng rồi, các bạn cứ lên trên Google ha, chúng ta search những cái từ khóa mà mình cân nhắc ở đây này, mình sẽ nhắc ở đây. Cái thứ hai là châm phân theo dạng Venturi. Hoặc là các bạn chỉ cần search cái chữ Venturi hoặc là cái chữ là bộ châm phân ha, hoặc là bộ hút phân, thì nó ra chủ yếu là 90% là cái dạng như thế này, 90% nó sẽ ra cái loại này ha. Nhưng mà mình liệt kê đây để các bạn biết rằng là châm phân trong hệ thống tưới là nó có rất là nhiều cách, chứ không phải là một cách. Cách châm ống đáy là châm vào đây, cách thứ hai là Venturi, cái thứ ba là bình kính ha, châm phân bình kính hay là gọi là cái chữ trong tiếng Anh á, các bạn có thể search này là fertilizer fan, là bình chứa phân. Thì cái bình chứa phân thì nguyên tắc nó cũng giống như là Venturi thôi, là nó kéo cái Venturi này ra thì nó bỏ đi và nó kéo qua một cái thùng ở đây là nó để chứa phân, thì nó sẽ cho đi vào và cho đi ra. Thì các bạn nguyên tắc là chúng ta chứa phân ở trong này á, thì nó cho dòng nước đi vào đây và đi ra đây, thì nó sẽ đưa phân đi theo thôi, không có gì khó khăn ha. Cái thứ tư là gọi là chúng ta có thể search trên Google là châm phân định lượng. Thì nó sẽ ra là cái loại mà piston có tung lên tụt xuống ha. Thì mình sẽ để link vào, mình sẽ cố gắng để link vào ở trong phần mô tả, các bạn sẽ xem. Và mình nhắc luôn là cái châm phân định lượng này nó rất là mắc tiền, và tối ưu thì nó cũng vẫn không tối ưu, vẫn là cách này là vẫn là tối ưu nhất. Một cái bộ này chúng ta thay vì chúng ta mua bộ này, chúng ta mua được tới 10 tới 15 triệu một cái, hoặc là 17 triệu một cái, 10 triệu một cái, thì chúng ta mua được tới mấy cái máy bơm ba ngựa, là hai ba cái máy bơm ba ngựa, thậm chí 4 5 cái máy bơm ba ngựa để gắn vào đây, và chúng ta chỉ châm phân bằng cách là chúng ta đục cái lỗ vào đây và chúng ta đưa vào theo cái link mô tả mà mình để ở dưới cái video YouTube này ha. Và châm phân cách tiếp theo nữa rằng là chúng ta sẽ
chúng ta sẽ dùng bơm định lượng. Dùng bơm định lượng, các bạn cứ search cái từ này ở trên Google là nó ra, bơm vào thôi. Hoặc là chúng ta dùng cái máy bơm là bơm xịt sâu ha. Thì cũng một cái video này tôi cứ giải thích đi giải thích lại, tôi cứ làm sao để các bạn hiểu rằng là những cái cách này thì đương nhiên là cách đầu tiên là cách tối ưu nhất, tối ưu về về tiền bạc và về hiệu năng công suất, tất cả các thứ là thứ đầu tiên là cái tối ưu nhất chúng ta nên xài. Chỉ tốn 50.000 đến 100.000 chúng ta có thể là gắn cái van vào đây và bỏ cái thùng phi là chúng ta nó cho nó hút vào. Cách thứ hai là tương đối là rẻ tiền, không có mắc lắm, đương nhiên là rẻ hơn cái phương pháp bình kính này này, rẻ tiền nhưng mà lại bị giảm áp hệ thống tưới. Cách thứ ba thì cao tiền, không cao bằng cái trăm phân định lượng này, không cao bằng cái thứ tư nhưng mà lại vẫn cao tiền và thao tác sử dụng nó hơi cực. Cách thứ năm á là nó sẽ rẻ tiền hơn cái cách thứ tư ha. Cách thứ năm là rẻ tiền hơn cái thứ tư mà thường người ta dùng cho hóa chất. Cái thứ sáu là chúng ta áp dụng cái có sẵn chúng ta gắn vào, thế là xong. Trên đây là những cái căn bản của cách châm phân trong hệ thống tưới. Hy vọng rằng là cái nội dung của bài này có thể giúp cho chúng ta mường tượng ra được rằng là hệ thống châm phân một cách đơn giản nhất trong hệ thống tưới là như thế nào. Và đương nhiên là còn những cách là châm phân tự động. Tự động thì chúng ta có thể áp dụng vào cái máy bơm định lượng này, chúng ta bơm vào này, bơm vào và chúng ta bơm và có các cái thiết bị đo đếm vào trong hệ thống tưới. Thì tùy theo yêu cầu, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người thì chúng ta sẽ sử dụng là phương pháp nào cho nó phù hợp. Với cây cây đa niên, những cái cây mà bưởi, cam, quýt, sầu riêng, bơ, xoài, măng cụt, ha, chanh, vân vân, những cái loại đó thì chúng ta chỉ cần là việc là thay cái việc là người đưa đi bón phân, mà chúng ta chỉ có là đưa qua hệ thống tưới để cho miễn làm sao nó đều nhất là được. Thì cái cách đều nhất vẫn là cái cách này, là tối ưu nhất là trong ngón đáy mà chúng ta phải đào một cái hồ. Còn cái cách thứ hai là dùng cho giếng khoan hoặc là bơm chìm, thì cái đó cho nó chỉ chiếm khoảng tầm 10%, 5 đến 10%, không có nhiều. Cho nên là hiện tại là trên thị trường nếu mà bán Venturi nhiều như vậy thì nó không có hợp lý nha, nên chúng ta phải sử dụng qua ống đáy. Giải thích rất nhiều video rồi, rất nhiều rồi, nhưng mà cũng vẫn cứ gặp đi một câu hỏi, gặp đi gặp lại một câu hỏi đó, hỏi hoài đó. Thì hy vọng rằng là video này cũng góp phần là cho các bạn hiểu được rằng là trong hệ thống tưới châm phân chúng ta cần phải cân nhắc làm như thế nào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.